Dạ, Thanh Vân kính chào cô chú anh chị và các bạn. Sáng sớm hôm nay á, là dân tranh thủ 3-4 ngày nay rồi không có đi dở lợp, hôm nay là đi sâu đi xa hơn nữa, dân đi gần 1 tiếng đồng hồ mới tới trung tâm của khu rừng tràm Tân Phước U Minh. Cả nhà nhìn thấy không, dân muốn vô đây đánh bắt lắm, mới đầu nhìn thấy cái mương này cũng mừng, nhưng mà thật kỹ là nó đã cạn rồi, nắng hạn khó kiếm chỗ đánh bắt lắm. Ba bên bốn phía toàn là tràm đước rất là âm u. Xa xa bên kia là có cái đường cao tốc xuyên qua rừng tràm U Minh của Tân Phước, nên dân nghe là có tiếng xe tải, xe gì, xe khách chạy vù vù vù. 3-4 bữa nay rồi không có đi thăm, vô đây cũng hơi ớn ớn. Rủ Nguyên đi vô đây là hai dì cháu chạy hai chiếc xe, rất là xa nhà mình. Toàn cái đường mưa này nó hơi còn nước nè, bây giờ nó sắc thô hơn hôm bữa mình đặt rồi. Chuyến sau á, dân có đi vô trong đây đánh bắt chắc là sắm cái ủng, đôi ủng chứ đi bằng dép không có được đâu. Ủa thấy vậy mà sao Nguyên ơi, sao không? Nguyên, cái con gì ghê lắm Nguyên ơi. Sát sát rồi đây coi. Ui, ui nè. Quá rồi, quá quá rồi. Ui thằng, ui là tiện. Cá gì ghê vậy? Nó đen thù lùi ha. Ui là tiện. Nó đen mà nó có bông nữa. Hồi nãy dân thấy cái bông bông của nó, dân tưởng đâu là con kia, con này nè. Ở trong rừng u ám thì dân sợ. U lạ chẹn u. Vô rồi, đã quá đã quá. Ui. Con cái dày, lấp dày. Nó bông bông y chang như cái thân hình của con chăn đó cả nhà. U là mày, đã dữ dằn trời. Cá chê nữa. Cá chê dằn hực luôn. Vô rồi. Ủa, ôi là đằng chèn ngu. Đã quá. Coi nè, cái mỏ con nó chạy trơn rồi nè. Dân mới đầu nhìn thấy cái lưng của nó đen, với nó hơi bong bong, dân tưởng nó là con chăn rồi. Đùi ra đây rộng rộng. Dân đem cái tụng đổ cá ở ngoài xe, không có mang theo đây, nó âm mưu quá, mình vác cái lọt về. Ra ngoài xe đổ cho cả nhà coi. Ôi cá sặc nữa nè. Cả nhà thấy mê không? Chuyến đi xa sâu lấn chiếm vô trung tâm khu rừng tràm, cái đầu tiên của mình, thấy ghê chưa? Con cá dày bự chảng luôn á. Cá dày này hiếm lắm. Vừa mảnh này, vác cái lợp rồi cuốn. Chuyến này dân sẽ dời địa điểm, cũng là địa điểm trong rừng luôn, sẵn đi đem vô đây rồi là mình dời chỗ khác. Cái mương này nè khô trơn kéo dài tuốt đó xa lắm. Cả nhà nhìn thấy không? Ghê không? Kìa, bên đó, bên đó thỉnh thoảng có một hai cái cây người ta chặt chặt ngã ngã này, dân không biết là có chủ hay không, hay là người ta vô đây khai phá trái phép thì mình không gần. Nhưng mà mù ghê lắm. Mấy cái dấu cây người ta vô đây chặt, không biết là có chủ hay không. Chứ thường thường là bây giờ rừng người ta cũng khai phá nhiều lắm rồi. Chuyến sau chắc phải... Ừ, nhúng nhích cái lợp luôn Nguyên ơi.
kìa. Cả nhà nhìn thấy cái lợp dân đặt không? Hôm bữa là sâu hơn nha, do mấy bữa nay không có đi thăm á. Mỗi lần đi lần khó mà phải có thời gian nhiều mới được, tại đi xa mà. Ui, gần gần luôn. Vô rồi, vô rồi. Đã lắm rồi. Ý. Ôi trời ơi. Ôi, đã quá nguyên bầy rồi. Ủa là chèn. Ủa nè. Vô. Thật là không ổn trong chuyến đi xa của mình. Đã lắm luôn, cá sặc nữa. Ôi là chèn. 4.000 cá lóc luôn cả nhà ơi. Nè. Mấy ngày rồi nên có một số là nó bị ngợp yếu nữa, mấy con mà vô lâu đó là nó không có khỏe, với lại nước sắt á, nắng quá. Ủa, dân cầm nặng tay luôn nè. Lần này á là 4 cái lọc bự. Ôi trời ơi, ghê chưa. Và 2 cái lờ nhỏ. Y có một em cũng hơi trọng nè. Cá sặc kìa ốc. Hai cái đầu tiên đều dính và dính cá sặc luôn nha, với cá ngon không à. Đặc biệt có con cá dày. Đã chưa? Nè. Bự nhỏ gì tất cả đều cũng chày mỏ hết. Tội xa quá. Cái xe đang đậu lúc ở ngoài kia kìa. Lần sau là dân phải đi ủng mới được. Đó, cả nhà nhìn thấy không? Kìa. Đâu đâu cũng là chàm nước. Rồi cây cối dây leo chằng chịt. Thật sự vô đây ớn lắm. Nhưng mình ham do có cá. Lần nào đặt trong đây cũng trúng hết trơn á. Đi là rủ nguyên. Tại vì nguyên nó mạnh dạng. Chị hai thì không có dám đi vô đây đâu. Ngoài ghìa ghìa thì chị dám. Nè, cây nè. Cả nhà nhìn thấy không? Sau lưng dần kìa, thâm thẳm. Toàn là màu xanh, chằng chịt. Dây leo. Bên đó có mấy cái cây bự quá trời. Đuối. Ở bên kia cũng ghê quá trời. Cánh bên trái á, bên tay trái của dân. Kìa, cái mương nó dẫn ra tới đây luôn kìa. Cạn khô luôn. Không còn một giọt nước. Hình như gần tới nè. Cạn hết trơn rồi Nguyên ơi. Ba cỏ này cắt dữ lắm á, nên dân không biết dám xuống. Ê, có cá nữa. Ôi trời, cứu hộ. Ui, con cá bự nha. Quả đã rồi. Ui, vô rồi, đã rồi. Ui ơi, nó núp ngay lùm cỏ ghê không. Ngay cái lùm cỏ này á, không dám xuống. Mà dễ đặt lắm. Ở trên bờ dẹt dẹt. Ui, cái con này bự lắm nha. Ui, ba cái đầu tiên dính hết rồi đó. Bên đẹp cả nhà. Con cá này bự nè. Mà cái mỏ nó chạy. Ý dân nghe mùi gì vậy? Mùi thủm thủm. Ui, mấy ngày nay mới vô thăm nên con cá này nó để lại cái xác không à. Nè, nè chấm trắng nè cả nhà. Hèn chi nghe mùi thủm thủm. Đó. Cá ngon không? Có em này bự ghê bằng cùm tay của dân gì nè.
Em nào cũng vô đây đấu vật hay gì á, bỏ chạy chứ. Rồi bây giờ dân sẽ xỏ vô vác ra, đi tới đâu tới lợp thì mình thăm tới đó, rồi cuối cùng mình sẽ đổ ra trong cái bao cho cả nhà coi. Xe mình đậu lúc ngoài kia. Ôi, mấy bữa nay á đặt ngâm nước nó thấm nó nặng ghê luôn á, mấy cái lợp này nè. Cái lợp á bằng tre nó thấm nước nó nặng. Ơi chỗ này heo hút quá nè. Dây leo hai bên cỏ ở dưới có cái lò dân đặt đó kìa. Mấy cái chỗ im im gì mà thường thường chúng. Ui, ui có cá sặc không à. Chiến nào dân đây đi đặt là cũng kết hợp hai cái lờ cá sặc nhưng không có trúng bằng mấy cái lờ bự nha. Chỗ này do nó cạn á, cái lờ mình nó hơi lú lên nhiều, có một em cá sặc sót lại trong đây, đi ra đó nữa, tuốt dẫn ngồi tới xe nè. Tới cái cây cầu đi nha, không phải là cái cầu đâu mà cái cây người ta đốn ngã nó ngang cái con sông này. Bây giờ dân sẽ đem lợp qua bên kia trước, xong đó là trở lại đây mình có đặt một cái lờ lưới đây. Nguyên cầm dép vô Út nhau nha. Đi qua cây, cái cây ngã này cũng hồi hộp lắm, nhưng mình đi quen rồi, không có sao. Ở quê đi cầu khỉ là chuyện bình thường, đi quậy vậy. Đó. Để đổ đây. Quay lại. Ghê chưa? Cả nhà nhìn thấy không? Kìa. Ở bên đó có cây bự á, nó bị ngã kìa, do gió dông ngã hay là do người ta đốn, người ta lấy gỗ còn khúc ta bỏ vậy. Lai dân đặt. Nhờ có mấy cái cây này dân mới dẫn vô sâu vô trong rừng rừng tràm mà, chứ không thôi là không biết đường qua. Cỏ kia, cỏ này cắt. Có. Ui! Hai ba em cua bự luôn. Da, yeah, cỏ cắt nha. Ui là chèn đó nè. Ui, cua cạn kinh tổ bố luôn cả nhà. Đã ghê không? Ở trong rừng này còn tồn động những con cá, con cua bự bự nè. Rồi, dân đi hướng này, thẳng ra ngoài, còn một cái lợp bự nữa. Nắng lên nè, đi từ sớm luôn đó, tranh thủ xiết về dân còn đi làm nữa, tại mình đi làm ca đó cũng dễ. À, ở nhà coi nè, cái cánh bên tay trái của dân là khu rừng nữa đó mà người ta khai phá rồi có chủ á, ta trồng lúa, nhưng mà dân nghĩ trồng lúa chắc không trúng đâu, tại vì ở đây phèn dữ lắm, người ta đang đốt đồng nữa kìa. Chắc chỗ mình mới vừa đi qua cũng có chủ đó. Bên đây là bụi trúc, bụi tre vậy cũng lâu năm lắm rồi, gặm gặp kia. Mình tới xe nè. Mà tuốt lại đầu này là có cái lợp bự nữa nha. Tới đây muốn xỉu luôn, nhưng mà mừng dữ lắm luôn. Ủa sao nó nằm khơi trên vậy Nguyên?
Bữa đó mà nhét xuống rồi ta. Cái gì? Cái này chắc có ai dở của mình hay gì á. Thấy cái dấu còn ướt nhẹp gì nè. Ôi rồi, cái này ở ngoài dễ nhìn thấy nè, cho nên người ta dở rồi gì á. Đây là cái ống bọng đi ra tú ra ngoài kia. Ôi, ôi cái nhà ơi, lẹ đi Quyên. Ôi là trời, con cá lóc gần 2 kg luôn. Mừng nè trời. Ôi là ôi là trời, cá sặc nữa. Cái là nhà ơi. Ôi là trời, con cá lóc bự. Con cá gần 2 kg luôn. Coi nè cả nhà ơi, cái lợp dân đặt mấy bữa nay dân thấy là nó hôi vậy nha. Cả nhà nhìn thấy không? Nó đóng rồi nè. Ui là trời, con cá lóc khủng chưa từng thấy luôn cả nhà ơi. Quá trời đã rồi. Mừng đến nỗi rung tay luôn á. Ui là trời. Hèn chi Nó nhảy chắc có lẽ là cái lợp của mình nó bị chốc lên một đầu á. Đây, cả nhà nhìn thấy bao quanh ở bên cái lợp nè, nó bị đóng gông, đóng ghiêu, rồi thêm cái tre nó thấm nước rồi nó đen thù lùi, thấy không? Ui, cái xô dân nặng kiểu nè. Cả nhà nhìn thấy coi, con cá lóc bự nó lú gì nè. Có cái này nè, dân gài lại chút xíu nữa ra bờ kinh nó cho vô miếng nước. Cái này để máng lên xe. Lần đầu tiên á là dân đi vô xâm lấn trung tâm rừng tràm Tân Phước thì đặt lợp thăm trúng mánh nhà, mấy ngày nay dân mới trở lại đây thăm đó. Thì lúc trước mình cũng có đi đặt lợp đánh bắt trong cái ghìa gừng rồi, nhưng mà hôm nay á đi vô đây quá trời khủng luôn. Để đi về nhà dân cân cho cả nhà coi. Thật sự ra mấy lần trước á dân đi đặt lợp và đi thăm đi đánh bắt á, đều có nghe một cái tiếng nói âm thanh lạ. Thật sự ra là không phải của dân và cameraman, đi có 2 người thôi, không có đi đông, tại vì đi xa lắm. Mới tới chỗ mình đánh bắt thì mỗi lần như vậy á là dân rất là sợ, rùng rợn lắm. Đi về làm video mới phát hiện. Không biết cả nhà mình có nghe hay không. Nếu như lần này dân đăng video lên để nguyên không có cài âm thanh khác, để coi cả nhà có nghe thì comment cho dân biết với nha. Thật sự ra là trong mấy cái khu rừng hoang vắng âm u mà rừng u minh sâu như thế này, trung tâm thì dân biết là có những cái vấn đề về tâm linh, những cái vị thần vị thánh, những cái cây lâu năm này thường có vị thần trú ngụ. Thì những lần mà dân đi đánh bắt những nơi âm u hoang vắng lạ là dân có làm những cái thủ tục đầu tiên cúng giấy xin phép những người phước mặt phước mài nơi đây để mình đi vô đánh bắt. Thật sự ra là dân đánh bắt kiếm ăn chứ không có phải mưu sinh. Đi làm công ty về thì mình tranh thủ đi đánh bắt, tại vì dân ham đấy, mấy cái lợp này là lần nào đặt cũng trúng đậm. Hôm nay đặc biệt đi sâu trung tâm thì dân thấy trúng nhiều hơn những lần mình đi đánh bắt ngoài ghìa rừng. Thật sự ra là rất là mê cả nhà ơi. Nhưng nghĩ về những chuyện tâm linh là dân nổi óc cục gùng mình. Nguyên cũng gan lắm mới dám năn nỉ đi với dân đó, chứ chị hai không dám. Dân đi về đây cân cho cả nhà coi nha. Số thành quả hôm nay cũng khủng lắm á, trúng đậm nặng tay nè, về cân nguyên luôn. Và nghiêng chú cá lóc là đã 2 kg rồi đó, dân biết là tầm đó đó chứ không có ít đâu. Rồi bây giờ dân xỏ lợp máng lên xe chạy về nhà. Cột hồi nãy giờ trằn trịch thì thế là cũng xong rồi. Mình đi xa cho nên là chuẩn bị đồ nhiều lắm cả nhà ơi. Rồi thay nữa, tại vì là vô đây cỏ cắt rồi nước nữa nó ngứa lắm, nước phèn mà. Thành quả của dân rất là nặng luôn, nằm trọn ở trong đây. Dân đi về sẽ cân cho cả nhà coi sao nha. Dạ đến đây thì Thanh Dân xin phép kết thúc cái chuyến đi thăm lợp cá lóc tận trung tâm rừng tràm Tân Phước. Thì chúng khủng đậm, con cá lóc lần đầu tiên trong đời dân nhìn thấy tầm 2 kg. Đi về cân cho chính xác, thành quả hôm nay nặng chịu. Dân lên xe đây, tạm biệt cả nhà.